cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên. Và đây là một ngạc nhiên bất ngờ dành cho ba vị giám khảo cũng như quý vị khán giả. Với một cái cơ thể được cho là cơ địa cực kỳ khó giảm cân và nằm trong top nguy hiểm của tuần lễ đầu tiên, nhưng tuần này bạn ấy vượt lên một trong ba thí sinh có lượng cân nặng được giảm cao nhất. Thưa quý vị, Mai Trang. Đối với 12 thí sinh của tụi mình á, thì có những động tác đẩy chỏ móc dưới móc lên hoặc là đầu gối, nó đòi hỏi rất là nhiều sức lực. Khi mình thực hiện cái động tác đá thì mình bị mất trung trụ, tí xíu nữa là té và trật giò, cực kỳ mệt. Nhưng mà mình cảm thấy là mình rất thích bộ môn này. Qua cái thử thách vừa rồi, mình cảm thấy là thể lực của mình đã được nâng cao lên một chút xíu nữa. Tuần vừa rồi á, mình thuộc thí sinh áp chót bảng. Mình rất là buồn vì trước đó mình đã nghe bác sĩ nói á, là trong cơ thể của mình á, lượng mỡ ít và lượng cơ rất là nhiều. Giảm cân cực kỳ khó, phải nỗ lực và tập luyện gấp 3, gấp 4 lần người khác. Hai cái tay mình hơi yếu. Khi mà làm động tác chống đẩy phải chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể thì tay mình bắt đầu rung mạnh lên. Lúc mà mình ngừng lại thì mình cảm thấy rất là khó thở. Mình nói chung là cũng có biết nhảy một chút xíu trước khi bước vô chương trình. Mình hy vọng là tuần này á, mình sẽ là hoàn thành tốt bài thi, mà không phải là tốt bình thường mà là tốt nhất, để có thể là một cú lội ngược dòng. Với câu chuyện của cô bé khiếm thị và chú chó đáng yêu của mình, cảm ơn hai bạn. Trời đất ơi, hóa trang hú hồn không? Mà em có thấy đường để em nhảy không? Mờ. Hơi mờ đúng không? Vậy là cũng thử thách lắm. Tôi thấy giám khảo Lý Gia Kỳ rất là xúc động với cái phần trình diễn này. Xin mời bạn. Em chinh phục chị bởi vì hồi nãy chị coi cái clip á, thì thật sự là ngưỡng mộ em, bởi vì giảm cân không phải dễ. Em đã lội ngược dòng, em chinh phục chị, em giỏi lắm. Nãy giờ chị đang say em rồi. Xây lý trí, xây tinh thần và xây cái duyên của em. Xin cảm ơn Lý Gia Kỳ. Chắc là cảm xúc cũng đang rất là dâng trào. John thì sao? John thấy sao? Thì tuần trước em là người cuối cùng đúng không? Vì giảm cân của mình thấp nhất. Và hôm nay em là người đầu tiên thì chúc mừng em về cái điều đó. Tuần trước anh nhớ cái bài của em anh không thích nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay anh rất thích bài của em. Rất rất thích. Tại anh cũng nuôi con chó ở nhà. Và anh biết là dạy con chó ngồi và ăn uống kêu thì rất khó, mà em dạy con chó của em nhảy như vậy, tuyệt vời. So cute. Mà quý vị có xem tuần trước, thấy tuần này bạn ấy giảm mà mình nhìn thấy gầy hơn hẳn luôn. Đã biết giảm rất tốt, phấn đấu khủng khiếp. Anh Đàm anh ghi chép gần nửa trang giấy, tôi không biết là anh sẽ nói gì. Dạ xin mời anh ạ. Có lời chúc mừng đến với Trang.
khi mà em đã dành sự quyết tâm cho bản thân mình và em phải giữ được nó cho tới suốt cả chương trình. Cái điều này nó sẽ làm một động lực cho cả một tập thể phấn đấu. Và sự hy sinh tiếp theo nữa, một sự hóa thân, chịu chấp nhận trở thành một chú cún rất là dễ thương để cho một cô bé khiếm thị dạy dỗ điều khiển. Và cái sự hy sinh cho nghề nghiệp là em gắn talent vào trong mắt mình để mở ra để cho mọi người thấy rằng em đang bị khiếm thị. Cái điều này nó gây xúc động rất là lớn đối với anh. Vì những người yêu nghề và dám dấn thân vào nghề mạnh mẽ như thế nào thì mới chơi kiểu như vậy được. Em đã đi tới tận cùng của vấn đề, đó là cái sự chịu chơi và sự hy sinh của em trong từng khoảnh khắc một. Thứ hai là bước nhảy của em hoàn toàn ổn. Khi em đeo kính, cả cái gương mặt của em nó có thần thái rất là rõ ràng. Nói chung là một sự mở màn rất xứng đáng. Xứng đáng hoàn toàn tất cả mọi thứ về kỹ thuật, về sự giảm cân, về cả sự phấn đấu của em. Đúng là nửa trang giấy thì có khác đúng không quý vị? Rất là nhiều ý để nói về Mai Trang. Và rõ ràng thưa quý vị, bạn ấy đi vào cái tận cùng là bạn ấy đeo vào để gây cái cảm giác tại hiện trường, để mọi người thấy được cái điều đó, nó sẽ gây tác động rất là mạnh đến cảm xúc. Cái thứ hai là quý vị thấy là bạn ấy nhảy, ngoài là những động tác chuẩn và chắc ra, nó có cái thái độ hip hop, và cái đó là rất là khó có. Thưa quý vị, tiết mục đầu tiên đã biểu diễn xong và tổng đài cũng đã mở. Quý vị có quyền tham gia để dự đoán xem tiết mục nào đêm nay sẽ được ban giám khảo chọn là tiết mục xuất sắc nhất. Chúng ta soạn tin nhắn với cú pháp là BN, viết tắt từ bước nhảy. Ví dụ như Mai Trang và Minh Hiền là số 1. Quý vị hãy soạn BN khoảng cách 01 gửi về tổng đài 8369 để dự đoán và có cơ hội nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ chương trình. Cảm ơn hai bạn. Bây giờ là phần cho điểm. Xin mời điểm số từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Giám khảo Lý Nhật Kỳ 8 điểm. Và giám khảo John Huy Trần 7 điểm. Một sự khởi đầu cực kỳ thành công cho cả Minh Hiền và Mai Trang. Chúc mừng hai bạn. Và thưa quý vị, điểm trung bình đến từ ban giám khảo là 7,7. Và bây giờ là phần quan trọng nhất. Mời em bước về bàn cân. Liệu thí sinh có số lượng cân nặng được giảm thấp nhất ở tuần trước mà vươn lên dẫn đầu thì trong tuần lễ này con số ấy sẽ là bao nhiêu? Cân nặng cũ của bạn là 79,7 kg. Cân nặng hiện tại 76,3 kg. Bạn xuống được 3,4 kg. Wow. Và phần trăm bạn nhận được là 4,3%. Tổng điểm bạn trong tuần lễ này là 12 điểm, cực kỳ cao. Chúc mừng bạn. Wow. Xuất sắc. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.